Tại tỉnh Quảng Bình có một hộ dân nuôi thành công heo rừng dưới tán rừng tự nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là hộ gia đình ông Hồ Văn Đanh và chị Hồ Thị Thăng ở bản Cây Cà, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, với thâm niên 4 năm nuôi heo rừng tự nhiên tại suối Chà Trào cách trung tâm xã 10 km. Chị Thăng cho biết trước đây nuôi heo ở nhà, tuy nhiên do dịch bệnh, heo chết nên mất nguồn thu. Trong một lần qua Lào thăm người thân, thấy bà con nuôi heo rừng, vợ chồng chị mua con giống về nuôi, thả rông trong rừng ven suối Chà Trào. Mỗi năm xuất bán từ 40 đến 50 con, với giá từ 3 đến 5 triệu đồng một con, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Theo chị Thăng, đàn heo được thả cách khu dân cư 10 km nên chúng sinh trưởng tốt. Để giữ chúng khoảng 16 giờ mỗi ngày, gia đình gùi chuối xay mịn trộn với muối vào cho chúng ăn. Chính muối đã thu hút bầy heo rừng không bỏ đi mà kiếm ăn quanh quẩn một khu vực có đường kính khoảng 5 km và cứ đến chiều chúng lại kéo nhau về đợi ăn. Theo người dân xã Trường Sơn, đây là cách nuôi heo rừng độc đáo của vợ chồng người Vân Kiều, bản Cây Cà.